Hello mọi người. Hello các bạn. Hôm nay anh em mình làm món ẩm thực mới các bạn ơi. Cái này là cá cam mình nướng với muối ớt nha. Ớt này nhập từ Hàn Quốc gì đây các bạn. Ngon các bạn. Giờ mình thay cho xong rồi đem mới mình nướng các bạn. Mình nhúng lửa mới rồi. 1, 2, 3, come on. Có lửa than nè. Được chưa? Lửa cái gì được chưa? Chưa xíu cho nó cháy hết rồi. Cá ngon quá các bạn ơi. Cá gì? Cá cam các bạn ơi. Cá quýt hả? Quá trời ngon ha. Ê rồi. Này hai chậm cá các bạn. Kiếp trước không có tu. Kiếp này lọt cái tay tôi các bạn. Đậu nướng các bạn ơi, có than rồi, quá trời than cháy rồi. Như hai con rồi. Ừ, hai con luôn. Bỏ hai con được luôn. Ngon các bạn ơi. Tôi nhìn cái muốn ăn liền luôn thôi. Bạn mang than ra không? Mới để lên có mùi các bạn. Cái nghẹt rồi. Đây, cái này để lên không, để cho gió vô. Lấy ra. Thơm quá các bạn ơi. Cái cam nướng sa tế hả? Ừ, cam nướng sa tế ớt, mua ớt. Sa tế. Ngon quá. Này lấy đắp chai nướng đi các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Rồi mới đây nó khô nữa. Lấy đắp chai nướng rồi hết sảy còn bảy các bạn. Thay đắp chai các bạn. À, nãy giờ quên giới thiệu bạn này cu le các bạn. Này máy cu le xưa mà, đời Mỹ rồi. Đời Mỹ. Má thiếu mấy hai cái chuối. Quá trời thôi các bạn. Xin hai cái chuối. Chuối hả? Đó chú mình, đó chú ra nè. Chú mình là chút xíu à. Đi, thôi chú ra người ta. Mà dễ đẩy thôi. Chuẩn bị chín rồi các bạn. Chết mẹ, khét rồi các bạn ơi. Khét hả? Trời chết luôn rồi. Rồi xong rồi các bạn ơi. Thôi rồi ta đã xa nhau. Ok. Này có ấp được không kìa? Không. Tại lửa áp quá. Ồ, khá nghẹt kìa. Cái đó đâu có gì đâu. Đập đập nó đấy, đập đập quét quét á. Ừ. Áp lửa. Ơi, cái tấm cao su này. Chai cá mình không có đựng bằng cái dĩa, đựng bằng lá chuối các bạn. Cho thấy có cái phong cách của thời đồ đá nha. Xài không bà này, xài không? Không biết nữa. Không xịt cũng ăn luôn. Ở bà kia, ờ đúng rồi, bà kia mới có phấn. Vung tay cho. 9 giờ, 9 giờ. Rồi bỏ lên. Bây giờ mình có tàu mình gấp hai cái nha. Các bạn thấy cá bay chưa các bạn? Chịu. Các bạn nghĩ ăn luôn. Bay sao không đắt ngồi nó nhìn luôn. Đây là chén muối ớt các bạn. Muối ớt. Tự tay của anh Cura đồ Mỹ anh làm các bạn. Chỗ đó đây anh lấy đắp chai ra lệnh cho mày là nghỉ làm. Qua xong là phải có đò làm chai mà không nhậu cặp giò nó gung. Em đừng cái chửi bới lung tung, anh đây không nhậu anh gung tới chiều. Không không thân em hay. Quá ngon bạn ơi. Cầm vô bộ vô tay cứ cái đuổi như cái. Rồi giờ mình không có rượu mình uống nước nha. Uống nước nào hết ca nước rồi nghỉ. Ăn thử mấy các bạn. Thử coi nó làm sao nha. Cái này tụ tập tới gà con ta lên mình
mày. Đâu có xem mày bà. Này bị lát ăn được bạn. Lát ăn này bị nhớ chết luôn. Không bị lát không? Hả? Dễ gì bị lát. Không mang không hả? Lát khô đi chứ mà lát ướt theo sau hai lát. Ăn thử miếng ăn ngọt hồn mà gãi. Ờ này vừa chín ngon luôn á. Ngon không? Thấy gì chưa? Còn than kìa ba. Ngon ha. Má này có chú chát không ngon mày. Chuối hả? Ừ. Chuối đây sao có. Có dừa kìa được không? Vào nữa. Để dừa non non sắc ra cạp mẹ rồi. Không anh này leo lên chặt cái hô dừa kìa. Chặt cái hô dừa xuống mình chấm. Gà nó ăn mấy cái đó. Dạ, thua xỉu một cái này nữa. Cái này hai cái hai gửi rồi. Cái đầu đá vô. Hai cái chín rồi. Chín con khỉ gà. Sao nhìn gà hai cái gửi. Còn rau gà nó 29 3 kg. 3 kg không biết hết. 3 kg gửi. Nó là không. Không gà không tới 3 kg gửi đâu. Có 3 kg 3 kg. Gà nó đô mùa nó mập vậy chứ gà bình thường 27 28. Nhìn gà nó 3 kg mấy nè mày ơi. Dỗ lắm ba. Mời bạn nha bạn. Ngon thiệt quá. Ha, nó vậy vừa chín luôn nè. Mà ốp vậy bạn thấy nó ngon hơn nha. Bạn rút mấy cái này vô. Ờ thấy ra nước chưa? Ngon bạn ăn các bạn. Rồi gã tha chạy kìa. Này có gào sống như cung chán này xì. Cho thơm ha. Ơi thằng nhỏ này con khách đâu mà ăn hoài. Người lớn không nha. Trạch thủ. Thiếu gà. Mấy anh chanh tóp đâu bằng mấy anh chanh thủ hả? Không nãy ông có lên mà em coi ông hàng đây ngồi sòng bài thằng đó chanh thủ luôn mấy đó làm sao chèn không? Nóng nóng đi. Nó rút cái nước này. Nó dễ rồi, nó dễ rồi, gai hắn đang bỏ rồi đây. Gấp. Nè không. Ê Dũng phải vậy, Dũng phải vậy. Dũng bạn. Ê đừng Dũng. Lum hết trơn người bởi xích xích ở ngoài không có than gốc. Hạ xuống cùng gặp đi. Này dân miền Tây mình là dân biết nhậu loại cục này khoảng cả lít rưỡi các bạn. Uống năm một đem đi chôn luôn. Giờ anh là ăn miếng cảm nhận sao anh là. Ngon. Ngon 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 ngon. 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 Khá ngon thiệt có cam. Ngon thiệt các bạn. Còn ngay các bạn ơi. À, miếng bà. Ăn hơn mùi cam nữa các bạn ơi. Đúng là cá cam. Ăn giống mùi cam luôn hả? Ăn hơn mùi cam. Vô. Vô các bạn. Mời các bạn nha. Mời các bạn nhậu với anh em mình luôn. Ba miếng được quê quá trời nồng rồi. Nặng. Rượu gì à? Rượu ăn hổ bạn ơi. Ăn hổ mổ không hả? Sao kỳ vậy? Này làm gắn hổ bị đập đầu vậy khè không ạ? À? Vô các bạn. Trước và sau. Các bạn thấy ngon không? Trắng phao luôn. Cô Lê ăn mà anh còn khen cá ngon nữa mà. Cá cam mà, thơm mùi cam. Thơm mùi cam không? Thơm mùi cam luôn. Rồi ăn cam nó có vỏ nó bị cài có chảy mát mát được không? Không không không, cái này ăn nó thơm không à. Ăn nhiều quá chảy 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 máu cam không? Dễ gì anh em không mà không chảy được. Rồi sao lấy đặt chai thấy sao ăn cá này thấy sao? Tôi nói thiệt với các bạn ha. Nấu thì sợ anh em buồn anh em giận. Nói thiệt bạn tôi nướng ra rồi tôi ăn lúc nào tôi cũng thấy ngon chứ. Anh em ăn mà ăn cá cam tàu qua mấy chơi. Nãy tôi nói rồi cá này ngon dữ lắm các bạn ơi. Có chó mà chơi. Lại chơi là nó chó. Chơi là chó các bạn. Là chơi chó đó anh chơi là không. Mời bạn nha. Không hốt tiền rồi để mình chấm vô miếng muối nè mà uống khổ cực kỳ uống vừa khứ hoang ngon ngon thật ngàn ngớ hai ăn ba ngày hết trơn dữ hả ăn cay vậy sao ra không nội để nóng nó chết luôn. Nói chung là nãy giờ anh em mình thả cái đội quân mà diệt mồi đi vô quá trời các bạn ơi. Nên trong đó có anh Lê Cu Lê máy Mỹ các bạn. Hai con mà ăn còn có nhiều đó. Ăn thì rơi. Quá trời nào luôn à. Nào hơi gao mũi luôn, quá trời mặn luôn à. Anh nào lên tuổi rồi? À, anh. Bằng tuổi anh.
Mới bao nhiêu tuổi mà cầm ly để hoài các bạn. Già xíu nữa nhậu mình luôn chứ đâu ai nhậu chung nữa đâu. Ông đừng có đi vô, tôi bưng cái gỗ ly mới tôi ra nha. Ê, đây. Ông có ngủ pha ấy, giờ đây người mẹt còn à, cháy Phật chết luôn à. Này món này ngon các bạn. Các bạn nào muốn ăn thì đi mua thử về làm ăn ngon các bạn. Chứ mình ăn là ngon thiệt á. Này phải có nướng ớt với bạc mới ngon nữa. Ha. À, với bạc ngon hơn. Nó không ra nướng nó ngon. Để cho nướng với bạc ăn kiết bệnh chết nữa. Ba cái bạc quá ấy nó ra. Từ từ nha anh em. Khách khứa còn lu bu. Khứa lùm lùm. Ê, thôi nhín nhín ăn. À đúng rồi. Mặn 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 mặn. Cái cục đó là mình chia ra làm ba. Mày. Lu cá xíu xíu chia ra làm ba. Thôi bố mồi mày hiếu hụt đó anh la. Chơi uống ly nữa nghỉ đi làm. Bây giờ mình xin kết thúc video các bạn. Anh em là coi cái kênh mình thấy video hay hãy đăng ký cho mình nha. Với nay mà chia sẻ nha các bạn. Chia sẻ để mình làm thêm những clip mới mới chút nữa các bạn ơi.